người thân ha, nó nhiều hiểu ha, thân truyền kiếp rồi chỉ tiết lộ vậy thôi ha, nên không dám tiết lộ nhiều, tiết lộ nhiều sợ mắc căng. Im không? Biết điện gì nữa, mạnh quá mạnh này. Nghe đây là múa chơi. Dòm dòm cười hí 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 hoài. Trong nhìn mặt thẳng đi, ở trong kia nhìn lén lắm mà sao giờ ra tới đây không nhìn mặt thẳng, ngồi nhìn nhìn chậm hả, đi ra mà không dám nhìn mình mặt ngay không sợ gì. Nhìn ngay đi cho ra căng đi. Trời ơi sợ gì nữa. Ra cho nó khỏe. Chứ để gì hoài.
Rồi mở mắt ra đi. Nắm chặt cái tâm lại. Rồi kiểm tra mình mẩy ha. Coi coi kiểm tra coi. Giờ trong mình gần trong mình phải không? Điện chạy đầy mình hết trơn. Đã không? Đã. Điện mạnh đó không? Im phải không? Biết điện gì nữa, mạnh quá mạnh nè. Người thân ha. Nó nhiều hiểu ha. Thân truyền kiếp. Rồi chỉ tiết lộ vậy thôi ha. Nên không dám tiết lộ nhiều. Tiết lộ nhiều sợ mắc căng. Khó lắm. Biết căng rồi khó lắm. Nên khó lộ. Lộ ra nhiều khi bị đi sai đường, nổi lên cái ta ha. Nên gán mà giữ ha. Rồi nhẹ chưa? Thoải mái chưa? Vui rồi phải không? Nãy hồi nãy là vô qua thì cười khí dí, không dám nhìn mặt, đúng không? Rồi cái lát đầu xây ngang bắt đầu buồn khóc. Giờ vui rồi phải không? Sao khóc buồn cười vui gì tùm lum la chứ. Thôi rửa đi ha. Rửa xác đi cho nó khỏe lại. Ha. Rồi rồi. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.